Thì thưa các anh chị là TH sản xuất, H phẩy và T phẩy. Phần cho vay ngắn hạn ở giai đoạn TH, tức là giai đoạn ứng trước, xong rồi. Và buổi chiều thì bây giờ tôi với các anh chị sẽ nghiên cứu giai đoạn này. Đây là ý tưởng kinh doanh, ý tưởng kinh doanh. Doanh nghiệp người ta có tiền rồi, người ta không vay ở đây nữa, hoặc nếu có vay ở đây nữa một phần tiền nào đó thì anh không vay chăng nữa, thì anh sản xuất đến đây, anh sản xuất đến đây, lúc anh bán hàng ấy thì anh sẽ phải chịu một cái đặc trưng là người ta mua bán trả chậm chứ người ta không trả ngay. Và kết quả bán hàng xong thì anh nhận được một cái giấy nhận nợ chứ anh không nhận được tiền. Và giấy nhận nợ này ấy, là tới 90 ngày sau người ta mới trả tiền, mà anh lại cần tiền ngay. Thì điều khó khăn của doanh nghiệp chính là cơ hội làm ăn của ngân hàng. Và ngân hàng người ta sẽ mua lại cái giấy nhận nợ này. Và khi người ta mua lại thì người ta mua với một công nghệ như thế nào? Và khi người ta mua lại một cái bất bình đẳng thế này thì hành vi là mua, nhưng bản chất nó là hành vi cho vay. Nó chứa được đủ các cái đặc trưng của hành vi cho vay. Cho nên là ở trong cái cho vay ở giai đoạn thanh toán thì chúng ta sẽ thực hiện cái công nghệ như sau. Ở trong phần này thì thưa các anh chị là chúng ta sẽ làm phần kỹ thuật chiết khấu, tức là chúng ta mua lại cái giấy nợ đó. Thì ở trong cái phần mua lại giấy nợ này á, tôi với các anh chị phải làm đầu tiên cái phần khái niệm. Ở trong cái ý niệm này nó gồm có cái tờ thương phiếu, mà thương phiếu thì có hối phiếu và lệnh phiếu. Sau đó chúng ta làm rõ cái khái niệm về chiết khấu. Sau đó chúng ta phải chú ý các cái tính mở rộng của cái nghiệp vụ này, hoặc là những cái đặc trưng của cái loại cho vay này, mà cho vay dưới hình thức là mua, một cái hình thức cho vay gián tiếp như vậy. Và để hiểu rõ điều đó thì phần số 1 là chúng ta làm cái khái niệm. Thì thưa các anh chị, chúng ta có hai cái khái niệm ở đây. Khái niệm trong cái phần 2 của chiết khấu, nhiệm vụ thứ hai, thì trong cái khái niệm này chúng ta phải có cái đầu tiên ấy, là khái niệm về thương phiếu. Và tôi sẽ vẽ mô hình các anh chị hình dung rằng này, thương phiếu được hiểu một cách đơn giản thế này. Thương phiếu chính là cái giấy nhận nợ, giấy nhận nợ. Thế thưa các anh chị, giấy nhận nợ này là giấy nhận nợ trong quan hệ mua bán trả chậm, tức là mua bán chịu của các doanh nghiệp. Vậy thì thương phiếu là cái giấy nhận nợ trong quan hệ mua bán trả chậm. Thế còn đây là trái phiếu doanh nghiệp chẳng hạn, thì là giấy nhận nợ của doanh nghiệp khi người ta vay tiền. Cái chứng chỉ tiền gửi nó là cái giấy nhận nợ của anh ngân hàng khi vay tiền. Tín phiếu kho bạc nó là giấy nhận nợ mà khi nhà nước vay tiền. Cho nên là các anh chị chú ý, cái thương phiếu này nó là giấy nhận nợ. Giấy nhận nợ này là giấy nhận nợ của doanh nghiệp, nhưng mà nó chỉ mang cái đặc điểm đó là nó xuất hiện khi mà có một cú mua bán trả chậm thôi. Nói một cách hình tượng, nếu tôi cầm cái thương phiếu tôi đưa lên mũi tôi ngửi thì phải ngửi thấy cái mùi, thứ nhất là mùi doanh nghiệp. Mùi thứ hai mà tôi ngửi thấy đó là xung quanh ở đây có một cú mua bán trả chậm, mua bán trả chậm. Và cái thứ ba nó là cái tờ giấy ngắn. Thông thường thì người ta mua bán trả chậm bằng một chu kỳ kinh doanh, cho nên nó là tờ ngắn chứ nó không phải tờ dài. Thì đầu tiên các anh chị hình dung cho, thương phiếu là cái giấy nhận nợ trong quan hệ mua bán trả chậm của các doanh nghiệp. Như vậy nó đối lập, nó khác hoàn toàn so với trái phiếu, so với chứng chỉ tiền gửi, so với trái phiếu kho bạc, so với cổ phiếu. Thế nên khi nói đến thương phiếu phải thấy những cái đặc điểm mà tôi vừa nêu. Đấy là khái niệm về thương phiếu. Ở trong thương phiếu ấy, thì nó có hai loại, và hai loại này đều gọi là thương phiếu.
Bởi vì nó đều sinh ra từ cái quan hệ mua bán trả chậm này. Tại sao nó có hai loại? Tại vì khi người ta nhận nợ, người ta có hai cách nhận nợ. Hai cách nhận nợ. Và hai cách nhận nợ thì nó sinh ra hai cái giấy nợ, nhưng đều là quan hệ mua bán trả chậm, cho nên có tên chung là thương phiếu. Nhưng mà thương phiếu lại có hai loại, vì nó xuất phát từ hai cái cách nhận nợ này. Thế đấy. Và cụ thể như sau. À, cụ thể tờ thương phiếu thứ nhất, nó là tờ hối phiếu. Đó. Cái tờ thứ hai nó là tờ lệnh phiếu. Lệnh phiếu. Và tờ hối và tờ lệnh được hiểu như sau. Đây là doanh nghiệp A. Doanh nghiệp A bán hàng cho doanh nghiệp B. Thế đấy. Và bán hàng cho doanh nghiệp B. Và bán này là bán trả chậm. Đó. Đặc trưng của thị trường là thế. Thế thì B sẽ phải viết một cái giấy nhận nợ đưa cho A. Viết. Viết giấy nhận nợ. Như vậy tờ giấy nhận nợ này là do B viết. Để sau đó B ký. Sau đó là đưa cho A. Để đấy. Thì cái tờ giấy mà B viết, B ký, B đưa cho A thì tờ giấy này được gọi là tờ lệnh phiếu. Như vậy nói một cách ngắn gọn, tí nữa chúng ta sẽ khái niệm ở chỗ này. Bây giờ trường hợp thứ hai, A bán chịu hàng hóa cho B, thế B chuẩn bị viết giấy nhận nợ thì A nói dừng lại, tôi viết chứ không phải anh. Thì kiểu thứ hai là A bán hàng xong thì A viết, nhưng mà bởi vì A là chủ nợ cho nên cái giấy này không thể là giấy nhận nợ được, mà là cái giấy ra lệnh trả tiền, ra lệnh trả và đưa cho B để B coi, B thấy đúng thì B ký, B ký. Thế ký xong rồi á thì lại đưa lại cho A. Cho nên nội dung là ra lệnh trả tiền, nhưng mà vì B ký cho nên nó là cái giấy nhận nợ này. Như vậy trong trường hợp này á thì tờ giấy này là do A viết, đúng không? Nhưng mà B ký xong rồi A giữ. Đấy. Như vậy hối phiếu là thế này. Hối phiếu là tờ giấy mà do, là cái tờ giấy mà do chủ nợ viết. Chủ nợ viết. Chủ nợ này ấy, chính là cái anh bán chịu. Và con nợ, con nợ, con nợ ký. Ký này người ta gọi là ký chấp nhận. Đó. Và mong các anh chị nhớ cho, đặc trưng của thị trường là hối phiếu nó bay như bung bướm đấy. Ở chỗ quan hệ nào cũng có tờ giấy này. Và pháp lệnh về hối và lệnh trên đất Việt Nam đã có 6 năm nay rồi. Như vậy sau khi bán chịu xong thì trong tay A có một tờ hối phiếu do A viết đưa cho B ký, B lại đưa lại cho A. Nó thể hiện là A chấp nhận cái khoản nợ này. Còn lệnh phiếu là do con nợ viết. Đấy, con nợ viết. Mà con nợ chính là người mua đấy. Và đồng thời con nợ ký luôn. Con nợ ký. Đó. Và như vậy thì cái tờ giấy này ấy, nó là một trong hai cái tờ tạo nên cái tờ thương phiếu. Nó vì nó đều sinh ra ở trong quan hệ mua bán trả chậm. Như vậy A bán hàng cho B thì có hai kiểu nhận nợ. Một kiểu là người mua viết, một kiểu là chính mình viết. Nhớ đấy. Thì đấy là hối phiếu. Như vậy hối phiếu là chủ nợ viết mà con nợ ký. Và cái chủ nợ viết thì giọng văn là giọng ra lệnh. Còn lệnh phiếu thì do con nợ viết và cái giọng văn là giọng năn nỉ, tức là giọng xin 90 ngày nữa trả tiền. Đó. Thưa các anh chị, là ở trong cái quan hệ thương mại, trong quan hệ thương mại thì khi mà A bán chịu cho B, người ta dùng tờ nào, cả hai tờ đều được. Thế nhưng mà thông thường ấy, người ta sẽ dùng cái tờ hối phiếu, vì tờ hối phiếu nó có ưu điểm hơn tờ lệnh phiếu. Như vậy trong kinh doanh của các anh chị, nếu các anh chị bán chịu hàng hóa cho
một người nào đó, thì không phải là người này viết giấy nhận nợ đâu, mà chính các anh chị viết đấy mới là người hình dung được cái quá trình bán chịu của hàng hóa. Như vậy sau khi bán chịu, chính mình viết và bắt người ta ký, sau khi người ta thừa nhận cái nội dung xong mình giữ lại cái tờ giấy này. Còn trong quan hệ thương mại rất ít khi và thậm chí không bao giờ người ta dùng lệnh phiếu cả, bởi vì á, lệnh phiếu thì không ưu điểm bằng tờ giấy này. Tờ lệnh phiếu thường chỉ dùng trong quan hệ dân sự thôi. À, ví dụ A cho B vay thì B sẽ viết giấy nhận nợ, chứ còn trong quan hệ hàng hóa thương mại ấy, thì người ta dùng tờ hối phiếu mà. Lý do các anh chị hãy quan sát một ví dụ trong vụ án của Minh Phụng chẳng hạn, thì A là cái doanh nghiệp Hàn Quốc, à người ta bán chịu cho B thì là anh Minh Phụng đó, họ bán chịu cho anh ta một lượng là phân bón đó. Thế thì sau khi mà ký hợp đồng xong thì A chưa giao hàng, nhưng mà A sẽ viết một cái hối phiếu đề nghị là anh hứa anh trả bao nhiêu tiền đó, anh ký vào đây. Lập tức anh Minh Phụng ký liền. Nhưng mà A tức là Hàn Quốc người ta chưa giao hàng đâu, bởi vì người ta chưa tin anh Minh Phụng trả được tiền. Và như vậy để nhận được hàng thì Minh Phụng lại phải nhờ một người bạn của mình ký tiếp một chữ ký thứ hai vào tờ hối phiếu. Và cụ thể trong trường hợp đó là anh giám đốc Apple. Thế anh Apple ký xong rồi thì A vẫn chưa giao hàng, ví dụ thế. Thấy chưa? Là vì bản thân anh này ký người ta vẫn chưa tin, thì lúc này là phải nhờ một chữ ký thứ ba, đó là chữ ký của Ngân hàng Công Thương Việt Nam, lúc bây giờ là ông Nhật Hồng. Thế thì đằng sau cái lưng của ngân hàng này ấy, nó lúc bây giờ là 1.100 tỷ vốn tự có, cho nên là Hàn Quốc người ta tin liền. Sau khi ba chữ ký này xuất hiện trên tờ hối phiếu thì lập tức Hàn Quốc người ta giao hàng và người ta đồng ý cho anh mua chịu thời gian 90 ngày. Đến ngày số 90 thì anh Hàn Quốc anh sang anh đòi tiền. Thì thưa các anh chị, anh này không trả được thì theo luật anh thứ hai trên chữ ký hối phiếu phải trả. Nhưng mà anh thứ hai cũng không trả được và hai anh này phải đi tù, thì anh thứ ba phải trả. Và kết quả là anh thứ ba này đằng sau lưng có một khoản tiền thế này, kết quả là Hàn Quốc người ta vẫn thu được tiền. Chính vì lẽ đó cho nên cái tờ hối phiếu, trên một tờ giấy nhận nợ qua hối phiếu thì ít khi có một chữ ký lắm. Cho nên trong kinh doanh các anh chị lưu ý, khi các anh chị bán chịu cho một người nào đó thì sau khi mà người này ký chấp nhận nợ thì thông thường đằng sau lưng chữ ký này ấy, sẽ có một chữ ký người khác, mà thường là chữ ký của một ngân hàng nào đó. Thậm chí người ta yêu cầu đến 3 chữ ký ngân hàng, lúc đó người ta mới giao hàng. Và thật là đáng phàn nàn nếu ở ngoài chợ hai bà bán vải chịu cho nhau, hai sạp vải bán chịu cho nhau mà chỉ đưa cho nhau một cái giấy tay. Hành vi bán hàng này cực kỳ nhiều rủi ro. Thì đấy là tại sao mà trong quan hệ thương mại người ta lại dùng tờ hối phiếu, vì tờ hối phiếu nó có những ưu điểm nổi bật như vậy. Thì đấy, ý tiếp theo vẫn nằm trong phần khái niệm. Các anh chị hình dung tiếp, A là doanh nghiệp A bán chịu cho B là doanh nghiệp B, và kết quả sau khi ký thì trong tay A có một tờ hối phiếu. Và hối phiếu này 90 ngày sau thì mới nhận được tiền. Thế bây giờ A cầm tờ hối phiếu này thì theo luật hối phiếu A được dùng tờ giấy này vào 4 mục đích sau đây. Cho nên sau khi bán chịu xong thì doanh nghiệp A hoàn toàn vẫn tọa nguyện, bởi vì doanh nghiệp B nhận được hàng thì tọa nguyện rồi, nhưng doanh nghiệp A thì lại cần tiền cơ, và không nhận được tiền mà đi nhận được cái giấy nợ này. Nhưng mà rất may là luật hối phiếu, một cái luật có vai trò đặc biệt quan trọng, nó giúp cho doanh nghiệp A cũng tọa nguyện sau khi bán xong. Bằng chứng là A được dùng tờ hối phiếu vào 4 mục đích sau đây. Mục đích số 1 là A
giữ hối phiếu lại. Nếu giữ hối phiếu lại thì anh ta được cái gì? Thì thưa các anh chị là thế này: A bán chịu cho B, nếu mà lô hàng này trị giá 100 triệu thì B sẽ trả tiền cho A 100 triệu đó, nếu trả ngay. Nhưng nếu mà B mà trả chậm sau 90 ngày thì B phải hứa trả 103 triệu. Và cái con số 3 này là lãi suất của tín dụng mua bán chịu, người ta gọi là lãi suất của tín dụng thương mại. Cho nên nếu mà A mà giữ hối phiếu lại thì A sẽ được hưởng phần lãi suất mua bán trả chậm, mua bán chịu. Và những người mà giữ hối phiếu lại thường là những doanh nghiệp mà người ta rất là trường vốn. Người ta có một vốn kinh doanh và một vốn người ta để dành. Cho nên thường những anh mà đã giàu thì càng ngày càng giàu, ngồi chơi cũng có ăn ngoài lợi nhuận của công ty. Cái cách thứ hai là người ta cầm tờ hối phiếu. Người ta dùng nó để mua, dùng hối phiếu mua hàng như tiền. Và người ta mua bằng phương pháp khí hậu. Có nghĩa là A sẽ cầm hối phiếu này đi mua sắt để về kinh doanh. Cái người bán sắt này nhận lại tờ hối phiếu. Sau khi mà ông A lật mặt sau tờ hối phiếu, ký một chữ ký. Sau hành vi ký này thì tờ hối phiếu không thuộc A nữa, mà thuộc cái ông bán sắt là ông C nào đó. Như vậy A sẽ dùng hối phiếu mua sắt của C như một tờ giấy bạc bình thường. Như vậy sau khi bán chịu, A nếu muốn có nguyên liệu cho kinh doanh hoàn toàn A có thể có được, mà không cần phải chuyển tờ giấy này ra tiền. Cái cách thứ ba đó là doanh nghiệp A có thể dùng hối phiếu cầm cố, cầm cố cho ngân hàng để vay một khoản tiền. Trường hợp mà A cầm hối phiếu để đi cầm cố vay một khoản tiền là trong trường hợp này anh này cần tiền. Nhưng mà chú ý, anh này cần tiền trong thời gian ngắn. Anh ấy cần tiền trong thời gian ngắn thì anh ấy sẽ cầm cố cái tờ giấy nợ này anh ấy vay. Bởi vì trong thời gian ngắn mà đi bán luôn thì cái người mà người ta mua lại tờ giấy này người ta sẽ chiết khấu hết mất. Thế đấy. Và cách thứ tư là doanh nghiệp A sẽ bán chứ không phải cầm cố, bán chuyển quyền sở hữu. Đó. Chuyển quyền sở hữu, bán đứt luôn. Bán cho ai? Bán cho thị trường tiền tệ. Và người nào mà mua cái tờ giấy này thì cái người đó người ta gọi là thực hiện hành vi chiết khấu cái tờ giấy này. Vậy trên thị trường tiền tệ có những ai? Có 5 chủ thể tất cả. Vậy thì nếu một người nào đó mua thì đều gọi là chiết khấu. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ thông thường là ngân hàng người ta sẽ mua. Ngân hàng mua. Nếu ngân hàng mua thì cái hành vi này ấy, người ta gọi là hành vi chiết khấu thương phiếu. Như vậy chiết khấu là cái hành vi mà người ta mua đứt cái tờ giấy này. Đó. Và nó là một trong 4 cách sử dụng cái tờ thương phiếu của doanh nghiệp. Như vậy sau hành vi mua bán trả chậm thì cái người mua là tội nguyện, vì anh ta có hàng để sản xuất. Và nhờ có luật hối phiếu thì người bán cũng tội nguyện luôn, là vì người bán thích lãi là có lãi, người bán thích có vật tư là có vật tư, người bán thích có tiền ngắn ngày là có, và người bán thích có tiền dài ngày là có. Như vậy mua bán trả chậm làm cho cả hai anh đều tội nguyện. Và đấy chính là vai trò đặc biệt của luật thương phiếu. Đã. Từ sơ đồ phân tích này thì chúng ta có một cái khái niệm thứ hai. Khái niệm thứ hai đó là khái niệm chiết khấu thương phiếu. Như vậy chiết khấu thương phiếu chỉ là một trong 4 cái cách xài cái tờ giấy này thôi, chứ không phải là cách duy nhất. Vậy chiết khấu thương phiếu là gì? Thưa các anh chị, nó là thế này. Nó là nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn, cái gì ạ? Vì ngân hàng nó mua lại tờ giấy này với thời gian ngắn hạn. Trong đó
cái hành vi của nó là thế này. Trong đó ngân hàng mua mua thương phiếu nói chung, mà chủ yếu là tờ hối thôi, mua thương phiếu với giá bằng cái mệnh giá của nó, bằng mệnh giá đó, trừ đi lãi suất chiết khấu đấy, trừ lãi suất khấu và các khoản hoa hồng phí là đấy. Với các thương phiếu chưa đến hạn. Như vậy là hành vi chiết khấu là hành vi mà ngân hàng người ta bỏ tiền ra, người ta mua lại của doanh nghiệp những tờ giấy trong thanh toán mà chưa đến hạn với một cái giá mà thấp hơn mệnh giá của nó. Thì các anh chị đấy lột tả được nội dung ấy, có nghĩa là chúng ta nắm được khái niệm của hành vi chiết khấu rồi, hiểu không? Thì đấy là cái trước khi vào nghiệp vụ các anh chị hiểu cho như vậy. Và bây giờ ở một khía cạnh thứ ba mà các anh chị phải nắm trước khi vào cái phần nghiệp vụ. Thế thì hành vi cội nguồn của nó là ngân hàng bỏ tiền ra mua cái tờ thương phiếu mua thì nó là nghiệp vụ chiết khấu. Nhưng mà trong nền kinh tế nó còn nhiều tờ giấy chuyển nhượng được lắm. Đó là tờ cổ phiếu, đó là tờ trái phiếu, đó là tờ chứng chỉ tiền gửi, đó là cái sổ tiết kiệm. Cái gì ạ? Và khi mà những người sở hữu tờ giấy này thì đặc điểm nó giống như là sở hữu cái tờ thương phiếu này. Nếu anh ta bán cho ngân hàng thì lập tức ngân hàng nó cũng mua. Và khi người ta mua tờ giấy này thì người ta mua với một công nghệ giống hệt như là mua tờ thương phiếu. Cho nên nghiệp vụ chiết khấu thương phiếu nó được mở rộng khi mà nó mua mọi tờ giấy khác. Cho nên hiện nay ở trong ngân hàng, thuật ngữ chung của nghiệp vụ này người ta gọi là chiết khấu chứng từ có giá. Chứng từ có giá là chứng từ mà có thể mang đi chuyển nhượng, có thể mua bán, có thể bán đi được. Thì từ cái gốc của chiết khấu thương phiếu mà nó thành một nghiệp vụ nói chung là những chứng từ có giá mang đến ngân hàng là tôi mua. Mà nếu tôi mua thì người ta gọi chung đó là nghiệp vụ chiết khấu, vì tôi mua nhỏ hơn cái mệnh giá của nó. Thì đấy là các anh chị nắm cho một cái loại vay thứ hai điển hình của doanh nghiệp sau nghiệp vụ ứng trước, đó chính là nghiệp vụ chiết khấu để phục vụ vốn cho doanh nghiệp khi mà anh ta đã có hàng bán nhưng mà lại chưa có tiền để kinh doanh tiếp. Đấy thì rất lợi hại ở chỗ đó. Và bây giờ sau khi nắm khái niệm xong thì các anh chị thấy các anh chị phải thực hiện được cái phần kỹ thuật chiết khấu. Chúng ta nắm được thì tí nữa các bài toán, cũng như là các anh chị đến ngân hàng, nếu không làm ngân hàng thì các anh chị mới làm chủ được. Nếu không thì phần thiệt thòi sẽ về mình. Thì chiết khấu thương phiếu tức là hành vi đi mua lại cái đó. Vậy thì khi mua lại cái đó người ta mua như thế nào? Thì thưa các anh chị, nó chia thành 5 cái bước sau đây. Và nhìn trên cái bảng này, sau đó tôi sẽ diễn giải. Bước 1 đấy là cái người mà bán cái tờ chứng từ có giá đấy, tôi cứ nói hôm nay là tờ thương phiếu đi, thì anh ta bước vào ngân hàng anh ta phải mang cái gì? Không đủ là người ta không mua. Sau đó khi mà đã đủ rồi thì ngân hàng họ làm bước 2 là họ loại bỏ các cái thương phiếu giả. Vì thưa các anh chị, thương phiếu giả rất nhiều. Vậy thương phiếu giả nó là tờ nào? Ở trong doanh nghiệp các anh chị hết sức cẩn thận cho, vì ngân hàng chúng tôi cũng phải cẩn thận, thì các anh chị cũng phải cẩn thận. Bước 3 là còn lại những cái tờ nó không giả thì người ta đánh giá năng lực tài chính của từng cái tờ một, vì mỗi một tờ có một sức nặng khác nhau, tờ nào nặng người ta mới mua. Sau đó bước 4 người ta mới tính giá mua. Nếu anh đồng ý rồi thì lúc đó người ta báo cáo. Khi người ta báo cáo mà anh chấp nhận thì có nghĩa là quá trình cho vay tiến hành xong. Sau đó bước 5 là người ta làm cái động tác thu nợ. Như vậy để đi mua một cái tờ giấy này thì doanh nghiệp các anh chị hoàn toàn có khả năng khi mà tiến hành đầu tư cũng đi mua thương phiếu. Thì nếu doanh nghiệp các anh chị mua thương phiếu tức là các anh chị cho doanh nghiệp khác vay, thì các anh chị cũng phải làm 5 cái bước này. Và tí nữa chúng ta làm bài tập, chúng ta cũng phải làm 5 cái bước này. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước một và
nắm phần lý thuyết cái. Thì thưa các anh chị, để chiết khấu thương phiếu chúng ta có 5 bước sau đây. Bước 1. Và các anh chị tưởng tượng cái ngân hàng ấy thì nó có rất nhiều cái ô thế này. Và mỗi một ô này thì có một cái cô nhân viên ngồi ở trong này. Và mỗi một cái ô này người ta sẽ tiếp đón một cái sản phẩm nào đó. Ví dụ ô số 1 là những ông nào làm chiết khấu thì đến đây. Và cái cô này được chuyên môn hóa đi mua cái tờ giấy của các anh chị đến bán. Còn cô này ấy là ứng trước, cô này ấy là tài trợ dự án, cô này ấy là thì mua. Đấy. Thế thì khách khi vào ngân hàng thì bước 1 là anh phải mang thủ tục. Chúng ta đang học nghiệp vụ ngân hàng. Và thưa các anh chị, thủ tục để vay chiết khấu thì nó khác hoàn toàn so với ứng trước. Bởi vì cái phương án người ta làm rồi, cho nên thủ tục chiết khấu nó cực kỳ đơn giản. Nó gồm có này, 1. Giấy đề nghị chiết khấu. Cái này nó có mẫu rồi. Và cái tờ giấy này nó quan trọng lắm, như chúng ta nói, nó là cái giấy đề cung, đúng chưa? Để nó thể hiện cái tính tự nguyện trong quan hệ. Thứ hai là phải mang các cái thương phiếu định bán, các cái thương phiếu muốn bán. Đó. Tí nữa người ta sẽ tập trung, người ta xếp cái này. Đó. Và cái thứ ba là cái bảng kê. Bảng kê thương phiếu. Bởi vì thưa các anh chị là mỗi lần khách người ta đến, doanh nghiệp ta đến người ta bán ấy. Tôi nói ví dụ người ta bán 5 tờ lận. Thì 5 cái tờ này đề nghị ông khách ông kê lên cho tôi một cái bảng. Từ số hiệu cho đến số tiền cho đến tất cả, sau đó anh cộng lại cho tôi. Như vậy cái bảng kê này nó mang màu sắc của bảng kê chứng từ chứ không phải bảng kê số dư. Toàn bộ thủ tục chiết khấu chỉ cần 3 cái này thôi. Như vậy hoàn toàn về nghiệp vụ không có gì cả. Ok. Bây giờ xuống dọc, chúng ta có bước hạ. Và như vậy các anh chị hình dung là ông khách ấy, sau khi giao đủ thủ tục thì ra ghế đợi một tí. Để kết quả cuối cùng là bán được tờ giấy này thì thực chất là ngân hàng họ cho vậy. Thì bước 2 đó là cái bước mà ngân hàng họ tiến hành ấy, là loại bỏ các cái thương phiếu không đúng thủ tục, không đúng mẫu mã. Và các cái thương phiếu và các thương phiếu giả. Và các anh chị hãy tưởng tượng cùng với tôi thế này. Người khách nộp 5 cái thương phiếu. Thì ở trong 5 thương phiếu này ấy, nó có một tờ nó không hợp lệ về mặt hình thức, chẳng hạn thế. Thì nó tạo ra cho ngân hàng một cái bước là tìm mọi cách để loại những cái tờ giấy mà nó không hợp lệ về hình thức. Trong 5 tờ này có một tờ là bị giả. Thì để biết tờ giả nó phải có công nghệ để loại bỏ cái tờ giả. Như vậy kết thúc bước 2, tôi loại bỏ được 2 tờ trên tổng số 5 tờ mà khách muốn bán. Còn nếu điều này không có thì quá tốt, nhưng tôi giả thiết như vậy. Vậy thì bước 2 là để tìm cách, nếu trong này có những tờ này thì chúng ta phải loại bỏ nó ra. Cho nên bước 2 là rất cẩn thận khi các anh chị cầm tờ giấy này. Nó sẽ có tờ nó không hợp lệ. Để đến giờ giây mình mang đi sang cái người mua hàng mình thanh toán, người mua hàng người ta không thanh toán, thì lúc ấy thực chất các anh chị bỏ tiền, các anh chị mua một tờ giấy lộn. Đấy. Cho nên phải tìm cách là loại bỏ ngay những cái tờ mà bất hợp lệ về hình thức, là tờ đó có thật cũng không được mua, nhưng mà nó bị tẩy xóa chẳng hạn. Còn cái tờ này là hình thức rất hợp lệ nhưng nó lại bị giả, tờ này không được mua. Đấy. Thế thì ở bước 2 chúng ta phải làm hai cái việc đó. Thì thưa các anh chị, ở trong cái này thì cái tờ không hợp lệ về hình thức, thì cái tờ này nó gồm những yếu tố sau đây. Tức là có cái tờ chúng ta phải loại là nó có vết tẩy, vết xóa. Khi các anh chị mua tờ giấy của người khác, từ tờ trái phiếu, cổ phiếu, tôi mong các anh chị cũng chú ý cái này cho, chứ không hẳn là chúng ta học nghiệp vụ ngân hàng là chỉ có nghiệp vụ ngân hàng. Vết tẩy, vết xóa, rồi số tiền, chữ và số không bằng nhau.
Và cái mà phổ biến nhất là các cái tiêu thức, rồi là các cái tiêu thức không đủ. Vì trên tờ giấy này nó ghi rất cả tiêu thức này, hàng hóa này, số tiền này, người thụ hưởng này, người thụ lãnh này, toàn bộ ô khí hậu này. Ở trên này các anh chị thấy nó đủ các tiêu thức, thì các tiêu thức này phải ghi đầy đủ. Đấy. Ở dưới là các chữ ký phải đầy đủ. Thì nếu như một tờ giấy nào mà nó thiếu một cái gì trong này, nó có vết tẩy, vết xóa, vết viết lại, có thể là do trẻ nít nó nghịch người ta viết lại, hoặc có thể nó chày xước cho trẻ nít nó nghịch, thì ngân hàng người ta không mua. Vì đấy trách nhiệm của người sở hữu chứ không phải trách nhiệm của ngân hàng. Thì đấy là ở bước 2 là cái cô nhân viên mà không tinh nghề là dễ ôm phải cái tờ này thì rất là phiền, vì sau này chúng ta sẽ không lấy được tiền từ cái người con nợ, tức là cái người mua chịu. Cái thứ hai là phải loại bỏ thương phiếu giả, mà cụ thể là tờ hối phiếu giả. Thế thì bây giờ cái tờ giả là tờ thế nào? Thì thưa các anh chị, tờ giả là thế này. Tờ hối phiếu giả là cái hối phiếu mà được lập dựa trên không có mua bán chị, không có mua bán, đằng sau không hề có một cú mua bán nào, thế mà người ta dám lập hối phiếu để người ta đến người ta bán lại cho ngân hàng. Mà các anh chị mua phải tờ giấy này thì cực kỳ nguy hiểm, mà về mặt hình thức thì nó rất là hợp lệ, cho nên người ta phải kiểm tra nó thông qua các cái hợp đồng mua bán hàng hóa. Tức là khi anh mang thương phiếu, anh phải kèm theo hợp đồng mua bán hàng hóa. Thậm chí người ta phải kiểm tra trực tiếp tại đơn vị luôn, để kiểm tra cái tờ giấy này có thật là xung quanh cái việc này nó có một cú AB mua bán chịu với nhau không. Và bây giờ cụ thể hơn, cái tờ hối phiếu giả này nó có những cái hình thức như thế này. Giả thứ nhất ấy, là giả hoàn toàn. Các chị hình thức hình dung cái giả hoàn toàn nó như thế này. Một người nào đó, chữ người ở đây có thể là một cái doanh nghiệp hoặc một cá nhân, một người đó tự bịa ra, người ta bịa ra một hối phiếu, người ta lấy cái tờ giấy người ta viết từ A tới Z rồi mang đi chiết khấu ở ngân hàng. Mà chúng ta mua phải tờ giấy này thì coi như chúng ta thua rồi. Ông A ngồi buồn lấy tờ giấy ra viết rất là rõ: hối phiếu, ra lệnh cho ông B trả cho tôi một số tiền là $1,000. Sau đó tự anh A bịa ra chữ ký của B luôn. Như vậy tờ giấy này có cả lệnh cho B và có chữ ký của B, và B được mạo danh chữ ký bởi chính A viết. Sau đó cầm tờ giấy này bán cho ngân hàng, mà ngân hàng mua tờ giấy này thì đến ngày 90 đi đòi, là đòi cái ông B này. Nhưng ông B này có ký gì đâu, là do A nó bịa ra, và thế là ngân hàng chết rồi. Thì cái giả này là giả hoàn toàn. Thưa các anh chị, cái giả này rất dễ phát hiện. Nhưng mà cái giả thứ hai này là giả nguy hiểm hơn nhiều. Các anh chị làm doanh nghiệp, các anh chị hết sức thận trọng được. Cái giả này nó là giả có sự đồng lõa. Đây là một kiểu giả mà các doanh nghiệp người ta hay cứu nhau đó. Doanh nghiệp A cứu doanh nghiệp B bằng một cái hình thức ký khống. Và các anh chị tưởng tượng, trong trường hợp này không có mua bán trả chậm mà vẫn có hối phiếu. Vẫn có hối phiếu, nhưng nó khác trường hợp trước ở chỗ là cái ông B này bị bịa ra, nhưng lần này thì có ông B thật và có ông A thật. Thì nội dung của hối phiếu giả có sự đồng lõa là thế này: một người nào đó là ông A phát hành một hối phiếu, và rồi có chữ ký đồng lõa của một người khác, có chữ ký đồng lõa của một người khác. Như vậy tờ giấy trở nên cực kỳ hoàn hảo, rồi họ mang đến họ bán cho ngân hàng. Bán cho ngân hàng. Là mà ngân hàng mà không loại được ngân hàng mua tờ giấy này chứ. Vì giữa A và B không hề có mua bán trả chậm. Nhưng hai bên ngồi ở quán cà phê đồng lõa với nhau: tôi phát hối phiếu, ông ký với tôi. Thì đó. Xong đưa lại cho tôi, rồi tôi cầm cái này tôi đi tôi bán cho ngân hàng, rồi anh em mình chia đôi số tiền này. Rất là phiền hà. Thì đấy là cái loại giả thứ hai.
Cái loại giả thứ ba thì các anh chị hình dung này, A phát hành hối phiếu cho B, đó, B ký chấp nhận hối phiếu, A cầm cái này bán cho ngân hàng, bán cho ngân hàng. Thế nhưng mà đến ngày 90 thì ngân hàng người ta sẽ đòi B, và B cảm thấy thiệt thòi, cho nên là cái loại giả thứ ba nó biến tướng thế này: A phát hành một hối phiếu cho B, B ký, và thế là A có một tờ hối phiếu, xong đồng thời B lại phát hành một hối phiếu cho A, và đến lượt A ký rồi đưa lại cho B. Như vậy trong tay B cũng có một tờ. Vậy thì A chạy đến ngân hàng nông nghiệp bán, và B chạy đến ngân hàng công thương bán, ví dụ thế. Và nếu hai ngân hàng này mua thì đến ngày 90 ngân hàng công thương sẽ đòi ông A, còn ngân hàng nông nghiệp sẽ đòi ông B, và hai ngân hàng gặp nhau ở đây chỉ có cách nhe răng mà cười, tại vì đều gặp rủi ro cả. Thì cái tờ thứ ba này người ta gọi là hối phiếu giả qua lại. Nội dung của hối phiếu này là gì? Đó là hai người người ta phát hành, hai người phát hành hối phiếu giả cho nhau. Đó, nói chung là về mặt hình thức rất đẹp, nhưng các anh chị coi chừng, đằng sau lưng không hề có cơ sở hàng hóa. Mà ngân hàng người ta phải tìm cách dùng số liệu, thông tin thứ cấp để người ta loại bỏ nếu xuất hiện những tờ giấy này ra khỏi cái sấp mà khách hàng mang đến. Thì đấy là bước số 2. Như vậy tôi nhắc lại, bước 1 là thủ tục. Thủ tục, người ta mang đến 5 tờ người ta bán, thì bước 2 là bước loại bỏ. Và sau bước này chúng ta thấy chỉ còn 3 tờ là chấp nhận được thôi. Như vậy 3 tờ này là hình thức, hình thức là hợp lệ. 3 tờ này là không giả, chắc cú luôn. Thì bây giờ đến bước 3. Bước số 3. Bước số 3 là đi đánh giá. Đánh giá người, người trả nợ. Nếu người trả nợ này có tiền thì mình mới mua cái tờ giấy này chứ. Và thưa các anh chị, người trả nợ người ta gọi là người thụ lệnh, tức chấp hành cái lệnh này của tờ giấy này. Và cái người này cụ thể đó là người mua hàng, mua hàng trả chậm. Đó. Và các anh chị hãy nhìn sơ đồ đơn giản nhất của chiết khấu. A bán chịu hàng cho B, B ký hối phiếu cho A, A bán tờ hối phiếu cho ngân hàng, tờ phiếu cho ngân hàng. Và như vậy ngân hàng giữ tờ giấy này, đến ngày 90 thì ngân hàng sẽ chạy đến đòi tiền từ B, đòi tiền từ B. Nhưng mà thưa các anh chị, nếu mà B mà lại năng lực tài chính, năng lực tài chính yếu, thì chắc chắn là ngân hàng chết, vì B có tiền đâu trả. Cho nên khi mà mua cái tờ giấy của A, mua cái tờ giấy của A, thì ngân hàng phải đánh giá được năng lực trả nợ của cái anh B này thì người ta mới mua, chứ không phải là cứ thấy thường thiếu là người ta mua. Vậy đấy. Thì thưa các anh chị, việc đánh giá năng lực trả nợ của B, các anh chị chỉ cần hiểu tóm tắt thế này: được đánh giá 7 yếu tố như là bài số 4. Đấy. Cho nên người ta gọi là nghiệp vụ cho vay là thế, đánh giá từ uy tín trở đi, thì đấy là cho đến năng lực tài chính trở đi, thì đấy là. Và ba cái tờ còn lại này, ba cái tờ còn lại này, sau hành vi đánh giá ở bước 3 thì chúng ta thấy có một tờ yếu lắm. Một tờ là cái người mua này năng lực tài chính yếu lắm, tờ giấy rất thật nhưng cái người mua này yếu lắm, thì ngân hàng nó không mua. Như vậy trước khi sang bước 4, trước khi sang bước 4, nhờ hành vi của bước 3 chúng ta loại thêm được một tờ. Vậy thì khách hàng mang tới 5 tờ, sau 2 bước xét duyệt thì đến bước 4 chỉ còn có 2 tờ thôi. Và 2 tờ này, 1 là hợp lệ, 2 là không giả, và 3 là hai cái tờ này nó có hai người thụ lệnh tài chính rất tốt, thì ngân hàng họ chấp nhận mua. Thì đấy, cái nghề nó thế. Như vậy từ 5 tờ mà ngân hàng người ta chỉ chấp nhận mua có 2 tờ thôi,
còn ba tờ kia hoặc không hợp lệ, hoặc giả, hoặc là tài chính yếu. Đấy. Thì bây giờ tôi chấp nhận tôi chỉ mua hai tờ, và anh đợi tôi một chút thì tôi sẽ mua với giá như sau. Cho nên là các anh chị hình dung bước 4. Bước 4 người ta tính giá mua. Người ta còn gọi là giá chiết khấu. Và nếu tôi dùng ngôn ngữ ký hiệu toán học thì nó làm khó cho các anh chị, cho nên là xin viết bằng lời thì các anh chị hình dung dễ hơn. Đây. Khi ngân hàng mua hai tờ thì ngân hàng sẽ tính như sau. Đây là số tiền giao cho khách. Giao cho khách. Hay người ta còn gọi là đây là cái tiền mà ngân hàng bỏ ra để mua hai cái tờ này. Hay người ta còn gọi đây là giá chiết khấu. Đúng chưa? Sẽ được tính bằng cái này. Các anh chị lấy mệnh giá. Mệnh giá nó là cái gì tí chúng ta thấy mình. Tức là cái số tiền mà cái người mua hàng người ta sẽ hứa trả đấy. Sau đó lấy cái số tiền này trừ đi. Trừ đi cái phần mà ngân hàng họ ăn. Ngân hàng họ ăn. Thì cái phần ở trong ngoặc này chính là cái phần mà ngân hàng nó sẽ ăn. Tức là phần ngân hàng nó chiết. Còn đây là cái phần tổng số được nhận ở cái ngày 90. Vậy thì lấy cái phần tổng số này trừ đi phần ngân hàng ăn thì còn lại là cái phần giao cho khách. Đó, đúng chưa? Thì ngân hàng thưa các anh chị nó ăn hai khoản sau đây. Thứ nhất là nó lấy mệnh giá, nó nhân với số ngày chiết khấu. Sau nó nhân tiếp, nó nhân tiếp lãi suất chiết khấu. Lãi suất chiết khấu. Các anh chị thấy dùng cái lời thế này nó ghi dài nhưng mà dễ hình dung hơn nhiều. Như vậy nó ăn khoảng thứ nhất. Nhưng vì ở đây nó mở cái ngoặc vuông cho nên ở đây sẽ là dấu cộng. Ngân hàng ăn tiếp khoảng thứ hai, đó là khoảng hoa hồng. Hoa hồng. Như vậy trong bài toán của chúng ta tí nữa phần kiểm tra, các anh chị thử tính xem là chúng ta sẽ giao cho khách bao nhiêu tiền. Và tôi giả định rằng tôi kiểm tra dùm các anh chị hai tờ này là thật rồi. Thì các anh chị phải tính được những cái yếu tố này. Thế thì trong công thức này nó không khó, nhưng mà chúng ta phải hiểu nó để khi mà chúng ta nhặt số trong một cái bài toán nào đó thì nhặt cho đúng. Nếu không chúng ta tính nhầm một cái thì nghề ngân hàng là bể luôn. Cho nên là chúng ta có cái phần thuyết minh như sau. Trong đó thì chúng ta sẽ phải thuyết minh này. Vậy thì mệnh giá thì lấy ở đâu? Sau đó cái số này chiết khấu thì tính một cái nào? Sau đó cái lãi suất cái khấu này lấy ở đâu? Và cuối cùng thì hoa hồng phí tính một cái nào? Thì như vậy chúng ta sẽ có bốn cái thuyết minh. Thuyết minh 1, thuyết minh 2, thuyết minh 3 và thuyết minh 4. Và chúng ta thuyết minh từng cái một. Thứ nhất, mệnh giá. Thì thưa các anh chị, mệnh giá nó chính là số tiền ghi trên thương phiếu. Ghi trên thương phiếu. Ở trong cái mệnh giá này nãy tôi nói, ví dụ nó là con số 103, mặc dù lô hàng chỉ có 100 thôi. Thì thưa các anh chị, trong mệnh giá này nó gồm có gì? Nó gồm có cái giá trị của lô hàng. Giá trị lô hàng. Và trong cái này nó gồm luôn cả cái phần số 3 này. Thì nó gồm luôn cả lãi suất. Đúng chưa? Lãi suất mua bán trị. Như vậy giá trị lô hàng cộng luôn lãi suất mua bán trị thì nó tạo nên cái mệnh giá này. Và cụ thể trong ví dụ, mệnh giá nó sẽ là con số 103 nếu lô hàng là 100. Đó. Thì như vậy, mệnh giá chính là cái số tiền ghi trên tờ thương phiếu thôi, không có gì ghê gớm cả. Đấy là cái thuyết minh thứ nhất. Cái thuyết minh thứ hai để các anh chị có thể làm chủ được cái bài toán. Đó là lãi suất chiết khấu. Tôi thuyết minh từng cái dễ trước mà. Thì lãi suất chiết khấu thì thưa các anh chị lấy ở bảng lãi suất cho vay. Đó. Như vậy cái lãi suất này người ta không lấy ở cái bảng lãi suất tiền gửi, vì đây là hành vi cho vay, cho nên nó lấy ở cái bảng treo ở trên cửa ngân hàng, nhưng mà đây là lãi suất cho vay. Đấy. Và cái chỗ này mới là chỗ quan trọng này. Lãi suất chiết khấu
ở trong công thức. Các anh chị nhìn lại công thức các anh chị vừa ghi trong tập. Được tính là lãi suất ngày. Vâng, các anh chị nhấn mạnh cái này cho. Cho nên nhiều anh chị làm bài tập bị sai chứ không? Ở trong bài thi người ta cho lãi suất năm. Lãi suất chiết khấu theo năm là 12%. Thì các anh chị chú ý 12% này, nó là lãi suất theo năm. Cho nên là để tính ra lãi suất ngày thì các anh chị phải lấy 12% năm này. Các anh chị chia cho 365 ngày. Cái kết quả của phép chia này mới được đưa vào trong cái công thức tính. Chứ các anh chị nhét ngay con số 12 vào thì nó sai nghiêm trọng luôn. Cho nên chú ý, cái lãi suất chiết khấu là lãi suất cho vay. Nhưng mà lãi suất này khi mà đưa vào công thức thì các anh chị phải nhớ quy nó về ngày. Vì nó được nhân với số ngày chiết khấu chứ không phải số năm chiết khấu. Đấy. Thì các anh chị chú ý chọn. Bây giờ cái thuyết minh thứ ba, đó là thuyết minh về số ngày chiết khấu. Thì các anh chị tưởng tượng số ngày chiết khấu ấy, một cách hình dung ấy, nó chính là số ngày mà ngân hàng còn phải giữ hối phiếu. Tôi nói ví dụ tờ hối phiếu này là 90 ngày mới được thanh toán, nhưng mà cái ông doanh nghiệp ấy, ông ấy giữ được 40 ngày rồi, ông giữ được 40 ngày rồi, đến ngày 40 ông ấy chịu không nổi nữa thì ông ấy bán cho ngân hàng. Thế thì mặc nhiên ngân hàng phải giữ thêm 50 ngày nữa. Ngân hàng phải giữ 50 ngày nữa. Thế gì ạ? Thì mới được thanh toán. Vậy thì cái số 50 này là tôi giữ ngày nào tôi sẽ tính lãi ngày đó, thưa ông. Đó. Vậy thì cái số ngày chiết khấu chính là cái số ngày mà ngân hàng người ta phải giữ cái tờ giấy này. Thực chất là người ta ứng vốn cho doanh nghiệp. Cho nên tôi giữ ngày nào tôi tính lãi ngày đó. Vậy số ngày chiết khấu được hiểu là số ngày mà ngân hàng còn phải giữ cái tờ giấy này. Như vậy nó sẽ bằng số ngày ở trên cái tờ thương phiếu mà trừ đi cái số ngày mà doanh nghiệp đã giữ, thì nó ra là cái số ngày được nhân trong công thức, tức là số ngày mà ngân hàng họ chiết khấu. Bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ cụ thể hơn để các anh chị có thể hình dung. Và chúng ta có một ví dụ như sau. Ông A đã bán chịu cho ông B lô hàng, và lô hàng này được bán chịu qua hối phiếu với thời gian là 90 ngày. Như vậy ông A sẽ giữ hối phiếu, đúng không ạ? Ông A giữ hối phiếu được 40 ngày. Ý anh ấy là anh muốn giữ hối phiếu để anh kiếm lời, nhưng anh giữ được đến 40 ngày thì anh cần tiền quá rồi. Ý thứ ba, ở ngày 40 thì ông A đi bán cho ngân hàng, tức là ngân hàng họ chiết khấu, bán cho ngân hàng. Nhưng mà như chúng ta đã thấy, khi mà vào bán cho ngân hàng thì ngân hàng ấy họ xét duyệt này, loại bỏ này, rồi họ xét duyệt là điều tra xem cái ông kia, cái tờ giấy này năng lực tài chính có mạnh không này. Tức là bước 2 và bước 3. Ngân hàng xét duyệt mất 1 ngày. Tức là ngày hôm sau người ta mới trả lời có mua hay không. Đúng chưa ạ? Ngân hàng xét duyệt mất 1 ngày. Thì cái ngày mà ngân hàng xét duyệt này người ta gọi là ngày làm việc của ngân hàng. Ngày làm việc của ngân hàng. Đó. Và ở ngày số 41, ngân hàng chấp nhận chiết khấu. Đó. Như vậy ngân hàng thực sự phải giữ hối phiếu. Thì các anh chị có cái phép trừ này, 90 ngày, bây giờ trừ, thế thì trừ đi 41 ngày,
thì như vậy là còn lại là 49 ngày. Như vậy ngân hàng thực sự còn phải giữ 49 ngày, còn phải giữ 49 ngày thì mới lấy được tiền, lấy được tiền. Đó. Bây giờ vấn đề đặt ra mà luật hối phiếu tranh cãi miết đó là thế này. Cái phần một ngày làm việc ấy, một ngày làm việc ấy, bây giờ tính lãi cho ai? Đó. Cái ông mà doanh nghiệp ấy thì ông nói là ở ngày 40 tôi đến tôi bán, như vậy tôi giữ 40 ngày. Sau đó cái một ngày anh duyệt này này thì cái lãi một ngày này phải của tôi. Vì anh giữ có 49 ngày là anh được thanh toán rồi. Nhưng anh ngân hàng thì anh cãi lộn thế này. Không. Cái một ngày này, cái lúc tôi xét duyệt ấy, vì ông đến bán cho nên tôi phải xét duyệt. Vậy thì cái một ngày này ấy, lãi phải của tôi. Như vậy tôi không phải tôi chỉ tính lãi là 49 ngày mà tôi sẽ tính lãi 50 ngày cơ. Vì cái ngày xét duyệt ấy nó vẫn nằm trong tay tôi. Vậy thì cái cuộc tranh luận này ai cũng có lý. Và kết quả thì luật hối phiếu nó cho phép ngân hàng được tính lãi một ngày này. Như vậy trong ví dụ này thì chúng ta có kết quả cuối cùng. Có kết quả cuối cùng. Đó là số ngày chiết khấu nó sẽ bằng số ngày còn lại, sau đó cộng với số ngày làm việc. Và trong ví dụ này số ngày còn lại là 49, thực sự ngân hàng giữ, nhưng mà cái số ngày mà ngân hàng nó xét duyệt ấy, nó được tính lãi luôn, cộng với một ngày làm việc. Như vậy cái số ngày để đưa vào công thức để tính ấy, đó là số ngày chiết khấu ấy, nó sẽ là con số 50 ngày. Đó, trong ví dụ này. Và các anh chị đọc một lần chưa hình dung thì các anh chị đọc lần thứ hai, tôi nghĩ là tôi diễn giải rất là dễ hiểu. Đó, cái đấy là cái thuyết minh thứ ba. Thuyết minh thứ ba đó là cái tính số ngày. Thế còn thưa các anh chị là cái thuyết minh thứ tư trong công thức này để mình làm chủ nó. Đó là thuyết minh về hoa hồng phí. Thì thưa các anh chị là ngoài cái việc mà tôi lấy lãi, lãi chiết khấu ra, thì cái loại vay này ấy, người ta lấy thêm ngoài lãi một cái khoản phí, phí hoa hồng. Thế khoản phí này tính như thế nào? Thì có hai cách. Một là người ta tính theo một cái tỷ lệ phần trăm trên mệnh giá, trên mệnh giá. Cái cách này ở trong toán tài chính người ta hay dùng, nhưng mà trong thực tiễn ngân hàng thì người ta dùng không dùng cách này. Bởi vì thế này, một cái tờ hối phiếu mà 1.000 đô, nếu tôi lấy phí là 1% thì tôi nhân với 1%. Nếu cái tờ hối phiếu này giá 1 đô thì tôi cũng tính phí, tại vì tính cái phần trăm mà 1%. Thì thưa các anh chị, con số này nó ra hai con số khác nhau hoàn toàn. Một cái này cực là bự, một cái này cực kỳ là nhỏ. Nhưng mà công sức để chiết khấu hai cái tờ này, công sức để chiết khấu hai cái tờ này thì nó không sai biệt bao nhiêu. Cho nên hoa hồng phí ở trong ngân hàng người ta không tính như trong bài toán tài chính đâu. Người ta sẽ tính thế này. Người ta tính theo một số tuyệt đối, theo một số tuyệt đối trên mỗi hối phiếu. Nó tính trên tờ hối phiếu chứ nó không tính trên số tiền của hối phiếu. Vậy đấy, tôi nói ví dụ. Ngoài lãi suất chiết khấu, đề nghị doanh nghiệp cho em thêm 10.000 đồng tiền hoa hồng trên mỗi tờ. Đó. Chứ người ta không quan tâm với cái tờ này mệnh giá bao nhiêu như trong toán tài chính. Như vậy là cái số hoa hồng được tính có một số tuyệt đối rồi. Và trong bài toán người ta cho rồi. Thực sự mà nói chúng ta chỉ cần thông qua bài toán để chúng ta chứng minh chúng ta hiểu thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng nó có ích, cho nên là cái phần kiểm tra thì nó chỉ là hình thức thôi. Cái quan trọng là các anh chị hiểu được cái nghiệp vụ chiết khấu, nó không có gì ghê gớm cả. Nhưng nếu giả sử chúng ta không hiểu thì nó rắc rối lắm. Đó. Thì đấy là bước số 4. Bước số 5 của toàn bộ quá trình mà các anh chị đi mua một tờ giấy trái phiếu kho bạc, trái phiếu chính phủ cũng thế. Thì bước 5. Bước 5 là bước thu nợ. Và các anh chị hình dung này,
A đi mua cái tờ thương phiếu của B. Xin lỗi các anh chị, B đưa hối phiếu cho A vì A bán chịu hàng hóa cho B. Sau đó A bán cái này cho ngân hàng. Và bây giờ các anh chị hãy tưởng tượng bây giờ đến ngày đáo hạn, tức là ngày số 90. Ngày số 90 thì nghĩa vụ là anh B phải trả tiền. Thay vì trả cho A thì bây giờ trả cho cái người nắm giữ tờ giấy này. Vì thưa các anh chị, trước khi mà các anh chị ghi chép ấy, thì các anh chị hình dung cái mô hình này. Cái ngân hàng sở hữu cái tờ thương phiếu này, người ta sẽ gửi thương phiếu sang cái ngân hàng. Cái ngân hàng mà nơi mà ông B mở tài khoản để nhờ cái ngân hàng này thu tiền dùng. Nhưng khi mà gửi sang bên này thì tài khoản của ông B mở tại ngân hàng này, thì thưa các anh chị, tài khoản ông B chỉ được chi khi nhất cử nhất động có lệnh của ông B thôi. Cho nên khi mà ngân hàng này gửi thương phiếu sang đây để nhờ ngân hàng này thu tiền của ông B, thì thưa các anh chị, lập tức ngân hàng này phải xin ý kiến của ông B. Thì ông B nói thế này: trả đi, trả. Thế thì lập tức cái ngân hàng này nó trích tài khoản của ông B, nó đưa trả cho tài khoản của ngân hàng này. Thế là mọi chuyện êm. Trường hợp thứ hai, tài khoản của ông B có tiền ở nội, nhưng ông B ra lệnh không trả, tội đâu tôi chịu. Thì trong trường hợp này ngân hàng B không dám trả tiền đâu, mà sẽ trả lại tờ giấy thương phiếu cho ngân hàng của ông A, để ngân hàng này kiện tụng trực tiếp với ông B, nó là luật dân sự, chứ ngân hàng này chỉ đóng vai trò thu hộ, nó không dây nữa. Đấy. Trường hợp thứ ba, đúng vào lúc đòi nợ thì ông B sau khi được xin ý kiến thì ông B nói tài khoản hết tiền, và là anh B đưa ra một cái tờ giấy được quyền phá sản, và luật nó cho phép B phá sản. Đúng vào lúc đòi nợ thì B phá sản. Thế thì ông A sang đây đòi B mà B thì phá sản, thế thì ngân hàng chiết khấu gặp rủi ro. Thế nhưng mà trong luật hối phiếu thì người ta cho phép thế này: nếu ông B mà bị phá sản thì ngân hàng được quyền đòi ngược lại cái ông bán hối phiếu cho mình, người ta gọi là phép truy đòi. Thế nếu giả sử đòi cái người bán cho mình, người này cũng tuyên bố phá sản, tất nhiên là trường hợp ngẫu nhiên này khó lắm, nhưng nếu có về mặt lý thuyết thì ngân hàng được đòi cái người mà tham gia ký hậu với tờ giấy này. Như vậy ở ngày đòi nợ, ngân hàng có quyền đòi ba nơi tất cả: đòi cái ông thụ lệnh, đòi cái người bán cho mình nếu ông này phá sản, và nếu không ấy, thì được đòi cái người ký hậu, mà người ký hậu cũng phá sản nữa thì lúc này ngân hàng cũng phá sản luôn. Đó, như vậy toàn bộ quá trình thu nợ nó được mô tả như vậy. Thế nếu mà các anh chị muốn hình dung bằng lời thì thưa các anh chị, quá trình thu nợ của cái tờ thương phiếu được tiến hành như sau. Ở ngày đáo hạn, đúng chưa nào? Đó. Thì cái ngân hàng chiết khấu là cái ngân hàng mà sở hữu tờ giấy này, gửi thương phiếu cho ngân hàng, gửi cho ngân hàng của người thụ thụ lệnh, tức là cái anh chàng phải trả này, nhưng nó không gửi cho anh chàng phải trả mà nó gửi cho cái ngân hàng hầu hạ anh chàng này. Thế sau đó ngân hàng của người thụ lệnh sẽ xin ý kiến, vì anh đây là cái anh thụ lệnh là anh chủ tài khoản, xin ý kiến của người thụ lệnh, của người thụ lệnh. Đó, thế quá trình xin ấy thì nó xảy ra mấy tình huống sau đây. Tình huống trường hợp một, người thụ lệnh đúng chưa, ra lệnh trả tiền. Đó, thế thì cái ngân hàng của người thụ lệnh á, ngân hàng của người thụ lệnh sẽ tiến hành trả tiền. Đó, thế là êm. Trường hợp thứ hai, người thụ lệnh ra lệnh không trả tiền vì gặp cái anh mà nó bị uy tín kém rồi. Thế thì lúc này xuất hiện một quan hệ dân sự, tức là kiện cáo lẫn nhau, người ta truy tố ra tòa,
một quan hệ dân sự giữa ngân hàng chiết khấu với người thụ lệnh. Còn cái ngân hàng của người thụ lệnh người ta không dây nữa, đấy là trường hợp thứ hai. Và trường hợp thứ ba đó là người thụ lệnh tuyên bố phá sản. Và để được tuyên bố phá sản thì nó có luật phá sản, thưa các anh chị. Và trên cuộc chơi khi người ta đã được tuyên bố phá sản thì anh không được đấm người ta nữa. Người thụ lệnh được tuyên bố phá sản thì theo luật thương phiếu và thương phiếu, ngân hàng chiết khấu được quyền đòi người chiết khấu. Người chiết khấu, luật này nó quy định như vậy để đảm bảo là tờ giấy này sau khi anh bán cho ngân hàng thì cái người chiết khấu vẫn còn nguyên trách nhiệm trên tờ giấy này. Thấy không? Thế nếu mà người chiết khấu, tức là ông A đấy, cũng tuyên bố phá sản, cũng phá sản, thì ngân hàng được quyền đòi những người tham gia ký hậu. Những người tham gia ký hậu là những người tham gia vào quá trình chuyển nhượng cái tờ giấy này, nó thể hiện ở mặt sau cái tờ giấy này, được quyền đòi những người tham gia ký hậu. Và riêng cái chi tiết này thì xin mở đóng ngoặc giải thích cho các anh chị thêm một tí, và các anh chị hãy quan sát. Cho nên mình bán chịu xong mình yên tâm, luật sẽ bảo vệ các anh chị khi các anh chị cầm tờ giấy này. Các anh chị quan sát. A bán chịu hàng hóa cho B, B ký chấp nhận hối phiếu với A. A cầm tờ giấy này đi mua hàng của ông C. Ông C đi mua hàng, mua như tờ tiền nãy chúng ta nói rồi, mua hàng của ông D. Ông D cầm này bán cho ngân hàng, người ta gọi là chiết khấu. Và kết quả là ngân hàng giữ tờ giấy này. Vậy thì đến ngày 90, ngân hàng đầu tiên là đòi cái ông này. Đây là người đòi đầu tiên. Nhưng mà ông này tuyên bố em chết rồi, phá sản, thì không được đánh nữa. Thì theo luật, người ta quay ra, người ta được quyền đòi cái ông cuối cùng này. Đây là người thứ hai. Anh phải có trách nhiệm với ngân hàng ở cái tờ giấy này. Thì người này cũng nói chết rồi, phá sản, không phải nói đâu mà nó có luật được phép rồi. Thế thì còn lại hai cái anh này là hai anh tham gia vào quá trình ký hậu và chuyển nhượng cái tờ giấy này, nó hiện ở sau mặt sau tờ giấy này. Thế thì theo luật nó có hai cách. Một là ngân hàng được dí theo tuần tự để đòi. Nhưng mà thông thường ấy thì cái luật nó được ấn định ở cách thứ hai, là một trong hai người này, người nào mà được ngân hàng dí thì người đó có trách nhiệm với xã hội để trả. Và thường ngân hàng họ dí những người có năng lực tài chính mạnh hơn. Tôi nói ví dụ, trong hai người này thì ông A có năng lực tài chính mạnh thì ngân hàng nó dí, nó đòi. Và người này đứng trước trách nhiệm xã hội, luật yêu cầu anh phải trả nếu ngân hàng người ta chỉ định. Nhưng mà ông này tuyên bố em cũng phá sản, thì ông ngân hàng đồng thời bảo em cũng chết luôn. Đấy. Và trả có nghiệp vụ nào, không có rủi ro cả. Okay. Thì như vậy cái tờ hối phiếu nó có ba cái chỗ để đòi. Đây là động tác đòi số 3. Đấy, nó gọi là phép truy đòi ở trong cái tờ giấy này. Nhất là với các doanh nghiệp mà các anh chị đang làm ở Gia Lai chẳng hạn, thì các anh chị thấy phần này đó là ngoài cái nghiệp vụ ngân hàng thì nó bổ ích cho các anh chị nữa. Nhất là khi các anh chị mua bán hàng hóa thì các anh chị nắm chặt. Thì đấy là cái nghiệp vụ chiết khấu. Và như vậy thì thưa các anh chị, là đến đây á, phần kỹ thuật chiết khấu là xong, đúng chưa?